khu phố 2 đường 35. Thì lúc em đang nằm thì có một anh đó tên Hoàng Văn Thuận. Thì em có nợ ảnh là 1.300.000. Là 1.300.000. Thì em mới hẹn anh đó là 9:30 em đủ tiền em gửi. Nhưng mà anh đó không đồng ý. Anh đó mới ngang nhiên cậy cửa nhà em vô cướp tài sản của em. Em có nói là anh không được làm như thế, nếu mà là được thế thì em sẽ báo công an. Quy vô anh là tội cướp. Nó kêu là mày báo công an đi, tao không sợ công an. Xong rồi nó lụm tài sản của em, máy tính của em đi. Xong rồi nó nhắn tin cho em, nó nói là hết đã xong nha, từ nay là chấm hết. Dạ, em còn bằng chứng đầy đủ luôn. Máy tính em là chỉ anh nhiêu? Dạ, máy tính của em là hồi trước chồng em mua nên em không có biết. Dạ, vì mà mấy năm trước, mấy tuần trước là em chỉ mượn tiền của nó là hơn một tháng thôi, 2 triệu mấy mà em lại trả cho nó 1.500.000 rồi. Em là em ở quê lên, em nuôi con nuôi em á, khó khăn em mới lên đây em làm ăn, thì trong đó khó khăn thì mà bạn đó tưởng hay là dụ được em, nên nó bạn đó cũng gạ em đi khách sạn, biết mà em không có đi, em không có đi, em cho có chết em cũng không có làm việc như thế. Chừng là bạn đó mới kêu không là mày không đi khách sạn thì mày trừ nợ cho tao, em không chịu. Thế xong em hẹn mà em xin là chủ nhật để em trả, mà bạn không chịu, bạn ấy ép em là 5 giờ chiều thứ 7 đây, 5 giờ chiều thứ 7 đây em chưa có, em mới nói là 9:30 trong miễn thôi, trong ngày nay em trả cho bạn đó, nhưng mà bạn ấy không chịu, ngang nhiên vô cướp của em luôn. Em có video quay lại toàn bộ bạn nó vô nhà em cướp tài sản của em. Ủa rồi ông xã em đâu mà để cho nó vô nhà cướp? Dạ ông em giống xã em là đang ly thân rồi. Dạ em có biết cháu rồi. Dạ em nuôi 2 đứa con nuôi. Báo chí là đài truyền hình Vĩnh Long có đưa lên và em có 1 đứa con ruột. Rồi em ở với chồng em biết con? Dạ em ở với chồng em 1 đứa con. Chồng em quê ở đâu? Chồng em quê ở Kon Tum nhưng mà gốc là ở Bình Phúc. Những lời nói em hồi nãy giờ có sự thật hay là... Không, còn sự thật 100%. Nếu em sai em có chịu bây giờ anh em sẽ đi tìm nó. Nó vô nhà nó cướp cái gì máy tính. Bây giờ anh em đã phải đi tìm nó làm gì. Đi tìm nó. Bây giờ 23:30 khuya rồi. Bây giờ anh em đi đây. Nó tìm bằng được. Tìm bằng được đi bắt nó cự. Kêu nó trả tiền. Kêu nó. Kêu nó chưa trả tiền, kêu nó trả tiền, kêu nó đi. Mưa nữa hả? Phải mưa nữa không? Nắng quỳ vô trời.
Được. Nói nghe nè em. Chứ sao em vô em lấy máy thì không nói trước. Em để gì là chết rồi lại nó báo cho tụi anh rồi hiểu không? Cái miệng giờ máy đâu? Em vẫn nói với nó đàng hoàng. Mày nói với mình vào đây. Nhưng mà không có sự đồng ý của em nè. Em đi vô trong đi, em đi vô trong. Em không có sự đồng ý của em. Biết anh không? Biết anh không? Chắc biết rồi hả? Rồi, nãy giờ em lấy gì đâu còn bậy rồi không? Bỏ cái điện thoại xuống. Bây giờ lấy bậy gì không? Bây giờ ý làm sao? Bây giờ ý làm sao mấy em? Nói thật đấy, nó mới trả tiền cho em đưa. Thì em vô nhà tao lấy là không được được rồi. Ý nó là em sai không em được rồi. Vẫn, em vẫn nói, em vẫn nói rõ ràng rồi. Vẫn nói gì có cao ra quay lại, nó lấy máy nó quay lại nè, em làm. Em vẫn nói rõ ràng. Bằng chứng ra nè. Không trả tiền cho em, nó hư. Nó hư em lúc này, lúc kia. Nè bây giờ nè, anh muốn giữ em đẹp. Bây giờ nói chuyện tình cảm đi, bây giờ nói chuyện tình cảm đi. Em hẹn nó hay gì nào trả tiền. Chứ em lấy gì, em lấy là thằng bậy giờ em trả lại cho nó. Không trả thì anh điện cho tụi nó lại, công an phường lại. Em muốn sao? Em muốn sao? Em muốn là cái này là em sai lực rồi, em sai lực rồi, hiểu không? Em làm việc sai lực. Sao? Ý sao? Em làm việc sai pháp, pháp luật rồi. Thì em đưa mày đi. Thôi không, thôi em nói về đến điện phường lại. Với lại cái phòng đó của em, nó hàng này nó cũng có quyền mà em vô không mở cửa mà nó tự động nó mở cửa nó ra em vô. Đến điện phường lại. Dạ. Nếu mà em nói gì là điện phường lại. Sao bây giờ cho cơ hội cuối cùng có nói chuyện tình cảm không? Sao? Không, giờ chỉ có đạp trên gian. Rồi. Em nói gì là em điện phường lại. Anh thử anh đó anh buộc sợ em rồi em sợ em vô có được vô có được pháp lực rồi mệt em không vậy bây giờ nói chung là sự việc thì là nó vô nhà tao nó lấy về giờ máy tính là nó bậy rồi lấy máy tính như em mà nói rõ rồi nó hư em lại cả mà không có được sự đồng ý của tôi đâu có đồng ý đâu mà anh vô lấy mà trong khi đó là tôi đã nói rồi tôi kêu là cho tôi tới chủ nhật anh không chịu cái anh gì? Ép tôi này cái gì tuần trước tôi nói là cho tôi tới chủ nhật anh chụp không đúng 5 giờ thứ bảy trong những ngày đó anh liên tục anh nhắn tin anh kêu tôi đi khách sạn với anh trừ nợ tôi này, không nói, đi nói cho đàng hoàng nha ừ, nói cho đàng hoàng nha tôi còn bằng chứng nói cho đàng hoàng nha là ừ tôi có bằng chứng rõ ràng này nên tôi không có sợ gì hết ừ anh ép tôi đi khách sạn với anh trừ nợ trong khi đó im trong khi nha. Đó tôi không đi im rồi tin nhắn là chú làm chứng cho con tin nhắn là chú mày đi khách sạn với tao trừ nợ đi đây tao có bằng chứng rõ ràng mày đừng ép tao em nói thật em cũng chẳng làm gì hết cái máy tính em về vào đó trả tiền em đưa còn không thôi máy tính em nói là con nói là 9:30 con sẽ chuyển tiền mà 9:21:03 nó chạy lại nó con không mở cửa con ở nhà mà chị con ở nhờ nhà chị con không mở cửa tự động nó mở cửa nó vô nó lấy luôn em có nói em kêu bây giờ anh mày làm à, mày làm như vậy á là tao báo công an mà kêu thì mày không sợ công an mày thách thức nói vậy thôi anh nói vậy là em biết rồi nãy giờ anh nói anh cho cơ hội giờ em nói thằng với anh rồi em đã vô nhà anh mấy thằng bậy rồi mấy bậy không kìa cờ cái gì đây tin nhắn em hẹn nó với nó đây em cho từ anh coi từ đầu em nói là anh ơi cho em chú nhật đi nó kêu bắt buộc em phải thứ bảy trả cho nó ép em thứ bảy còn nó còn kêu em là mấy lần trước nó kêu là mày đi khách sạn với tao trừ em có chụp lại toàn bộ tin nhắn ở đây còn tin nhắn đây còn nếu mà tao vu khống cho mày thì tao chịu trước pháp luật các quốc trừng trị tao đó là tao tội vu khống còn tin nhắn đây nè đây nè mày đừng nè, tao nè, em vô đây vô đây nói chuyện cả đây em sẽ cho anh vô đây mấy này vô đây đây tao còn chụp lại toàn bộ hết luôn. Thì phải máy này của em không đi vô. Không đi vô. Không phải. Ý là nó đi vô. Không phải. Máy của nó vô giữ chứ không. Không của em không đi vô. Không cứ gọi đây đi. Bây giờ ý làm sao điên rồi. Em muốn anh sao? Kể cả máy tính nó, kể cả máy tính của nó. Em được bắt nó trả tiền em. Em sẽ có quyền em đưa cho nó. Nhưng mà nó thất thứ em quá nhiều. Em không đưa nữa. Giờ khi nào nó đưa tiền cho em? Em phải thằng đưa máy tính anh, nó, đấy. Nói em là còn không em phải đi bán máy tính trừ em xin nó là chủ nhật này em đưa nó ép em là thứ bảy này phải giờ đưa mấy lần chủ nhật rồi ta nói là được chúng ta kêu em khó khăn anh thông cảm em vẫn nói đàng hoàng nó kêu từ chiều nay nó kiếm chuyện nó kêu em xúc phạm nó còn bây giờ nó em lấy quyền lực không anh cho em cơ hội bây giờ em trả lại cho ca tù cái gì đó cái nào rồi cái máy thì mà em lấy cái vô nhà ca lết là em sai rồi thiếu tiền là phải giờ cho em cơ hội em đã cho nó cơ hội nhiều rồi nó có trả tiền em không nhưng mà em vô nhà em thấy là bậy cái đó anh không biết nhưng mà em vô nhà tao thấy là bậy rồi em vô mà lấy mà không xin được sự thôi đi ra
Không, nó xây đuổi chủ nhà là tầm 7 rồi, thấy không? Giờ mày đi ra. Em làm gì không được. Thôi giờ em nói về anh, nó đi nãy giờ anh muốn cho em giải quà nó, mà em làm gì thôi đi ông phường ra luôn. Không, mày ra đi, đừng không được đứng trong phòng tao. Rồi thôi giờ em nói sao, ý em giờ muốn sao? Em giờ nói thằng này, giờ nó đưa tiền cho em, trả tiền cho em. Rồi thôi giờ em bị ông phường lại. Rồi em sẽ đưa máy tính cho nó. Nói cho em ra hội rồi, em vô nhà ta là em lấy cái máy là em cầm bậy rồi. Cầm bậy hết sức. Tôi xin phép anh đi ra cho em đóng cửa em ngủ đấy. Quay chờ quay phường lại giải quyết rồi mày muốn làm công an phường lại đây em sẽ mở cửa em sẽ nói rõ ràng. Còn anh giờ không phải thể cản được em để cho em ngủ. Ủa giờ tôi phường là lấy máy của ta làm cầm bậy rồi mày. Nãy giờ cái lấy tầm bậy em có anh cắm chứ gì đâu. Mày vô nhà ta lấy máy là đương nhiên. Tao quay máy rồi đó. Mời anh ra cái cho em. Quay anh đứng đây nè. Bây giờ em biết sao? Cũng mày biết ở đây biết tao là ai không? Mày cầm bậy bà mày là bậy là chết tao đó vậy. Nè em lấy cái số máy để em điện cho con phường là bà phú này. Đi điện lại đi. Tầm bậy bà lấy cái máy của tao là bậy rồi. Thiếu cây là phải trả nhưng mà không có tầm bậy không có. Vô nhà tao lấy máy là em là cái nào bậy cái nào đó vậy. Giờ anh đứng trước cửa em sao không cho em ngủ ra không đúng không? Bây giờ em chờ em trả máy em lấy cái máy tao đập rồi sao? Em đảm bảo 100% cái máy này nó đã cầm cho em rồi. Cái máy tính này đã cầm cho em rồi nhưng mà em nó hứa với em sẽ ngày đây ngày kia. Nhà cầm đấy là bậy rồi. Không, nó hứa với em đúng ở này nọ kia em mình chăm trước bạn bè em thật đấy này. Bạn bè em chăm trước em đưa cho nó xài. Là em như thế này là em có nợ cái chăm trước cho nó. Em 1.300.000 và em có xin anh đó là chủ nhật tuần này em trả thì cái chủ nhật thì anh đã không chịu ép em phải là thứ bảy á. Là 5 giờ chiều thứ bảy em phải trả chuyển đủ cho anh 1.300.000. Thì trong khi đó là em chưa có đủ tiền. Em mới nói là 7 giờ và tới trong miễn sao trong hôm nay em chuyển đủ cho anh đó thôi. Nhưng mà anh đó không chịu, anh đó ngăn nhưng cậy cửa nhà em vô. Này giờ bữa mùng 2 đến giờ em không mở cửa ra, anh đó tự động mở cửa nhà em đi vô cướp máy tính của em. Giờ em có nói em kêu nếu anh làm vậy em sẽ báo công an về tội cướp. Kêu mày báo đi, tao không có sợ công an đâu, mày đi báo. Thì toàn bộ tin nhắn và trước khi đó anh đó có nhắn tin cho em là kêu mày đi, mày không có tiền trả cho tao thì mày đi khách sạn cho tao trừ nợ đi. Anh đã liên tục nhắn tin em như thế. Nhưng mà em không chịu, em không ăn xong rồi anh đó mới bắt em thôi. Anh ấy mới qua nhà em phải lấy máy tính của em. Bây giờ em có em trong khi em hỗn loạn thì em mới có nhờ mấy anh sĩ thì mấy anh xuống đó cũng tiên năng anh đó giờ em không làm sai hết phát thức em báo công an. Nhưng mà nó lừa tiền em từ hứa ngày này qua ngày kia, xong nó xúc phạm em bừa trước em tôi lần lừa qua ngày qua ngày kia, nó xúc phạm em quá em bực quá. Hôm nay em mới thẳng luôn, không trả tiền em mà em đuổi số 35 mà em đi bán đó, em mới thẳng luôn số nha. Dạ số nhà bao nhiêu chưa em là em mà nhìn nó rồi em cho nó nữa rồi dạ, chồng rồi nó còn xúc phạm em nữa. Em không hề xúc phạm nhớ. Alo anh ơi, em còn nó còn xúc phạm em. Dạ, số mà tại đường 35 đường số nhà 20 đường 35 hết tiền hả? Dạ. Gì em còn nguyên toàn bộ tin nhắn này không có một cái lời nào mà gọi là xúc phạm anh hết, nên đừng có bao giờ đó còn tin nhắn này nè mày coi lại tin nhắn mày nghe em rồi còn lại đây mặt nó có sách mắt có chứng thì người ta mới nói chị làm việc được, còn tôi không có bằng chứng tôi không dám vu khống ai hết đó vì tôi không có dám xem thường pháp luật. Dạ anh ơi em ở số nhà 20 đường 35 khu phố 2 anh. Dạ, em tưởng anh chưa nghe. Dạ. Anh là liền không? Dạ, anh kêu lực lượng đang xuống mà sao em gọi lại. Tại nhiều chuyện quá vậy. Thì em nói em làm cái gì em cũng có bằng chứng đó. Tính em rất là cẩn thận. Em chụp hình em lưu lại hết trong Gmail em đó. Để cho em ngủ đi. Còn ngủ, đã lỡ để cho lượng lại. Em nói thẳng luôn, nếu mà nó cứ đưa tiền cho em thì có đảng gì tình nhắn là bị anh đưa qua nếu mà ổng nhắn tin ổng kêu khi nào mày có tiền mày đưa lại á thì tao sẽ tí nữa nói con nghe yêu cái tiền bạc nói gì tao sẽ trời đó mày còn nói nó nhắn tin nè từ đây về sau đừng nói tao không nói nữa mẹ nói nhiều nó nhiều im có họng lại nói cho tao được tí ra nói nghe em vô em ra một đứa ra chờ lực lượng lại chỉ vô đây coi một đứa rồi đây lại đây đứng đây.
Vô đây anh khởi yên đây. Anh nãy nói chuyện nhân quyền trả rồi chúng ta đã hẹn chưa nộp trả tiền nó trả. Nhưng mà chín giờ tối giờ chín mấy giờ rồi nó có nợ không? Nó có nợ không? Nó hứa với em giờ một bữa mùng hai mùng năm đầu tháng đến giờ nó có nợ không? Nhưng mà bạn bè em mình trong đó đến giờ rồi là tao vẫn chưa ngờ, tao kêu mày ở trong trả bạn em bây giờ em bực quá em bảo là nó em nói chuyện với mấy anh là em cũng đàng hoàng chứ em không phải em thách thức nói bà tình với công an đau quá còn anh chứ không biết anh Hải là ai hả? Ở đây không biết rồi. Anh nói rồi cho em, tôi hỏi cho em rồi, anh sống tình nghĩa, nãy nói rồi. Đúng rồi, rồi thôi rồi, hai bên tự ấy đi, đến là pháp luật rồi nó khác, thấy không? Pháp luật là em dân nó lấy xưa đồng rồi lý, mà nó cần cửa là em mở ra, nó tự mở ra hay sao? Tự mở, em đóng kiến nó tự mở luôn. Vâng. Dạ, nó nói đó mà tao không sợ công an, tin nhắn nó còn nè. Em chụp lại chứ lỡ đâu nó thu. Nhưng mày không trả tiền cho tao thì tao vào tao lấy máy tính thì tao làm gì mày đâu mà tao sợ. Tao còn hiếp dâm tao đè lúc cường hiếp gì mày mà vào đó có mày đó chứ phải tao lại phải vào không có người đâu mà tao thuộc vào em cắp. Tao nói có người mày tao phải nói rõ ràng, tao vào mày không trả tiền tao lấy máy tính mà. Nhưng mà tao kêu thì mày muốn lấy máy tính mày bán thì để tao tự cầm máy, tao cầm tay bán tao trả mày cho mày. Mày bán mày hứa đến 9 giờ cuối cùng giờ mấy giờ? Mày chính giờ mày lùm máy tính của tao rồi mày kêu tao trả tiền cho mày hả? Mày kêu mày cầm máy tính của tao. Không có cãi rồi, không có cãi nữa, để cho người ta ngủ đi. Mà lấy gì vậy? Im đi cho người ta. Để công an xuống. Muốn thì bài tiếp của mình mà. Nhây nó nhiều. Những cái nhắn là còn hết không? Dạ, em còn để. Dạ. Lấy chưa? Để loại đây, để có gì chích này được. Tao có nói mình xuống không? Cần nghĩa, mình thấy đó, cậu vui, vui, ấy, mèo. Tao nói xuống. Trời ơi, thế tình nghĩa không tình nghĩa, em giúp nó bao nhiêu? Giờ tháng, em nó hứa với em vòng năm, vừa trước nó cầm em máy tính này. Nó nói giờ anh đưa cho em để em để bán hàng cái ok em vẫn đưa rồi mùng năm không trả mùng mười không trả rồi hôm nay đến hôm nay mười mấy hôm nay hết tháng rồi. Con nói với chú nghe nè, con nói là trước khi mà con nói anh ông ơi ông biết hoàn cảnh của tôi mà chứ đâu phải ông không biết hoàn cảnh của tôi đâu mà ông ép tôi chi vậy. Con rất đàng hoàng, con nói rất là nhỏ nhẹ vậy mà nó kêu rồi con không biết điều. Con nói sao bây giờ hoàn cảnh tôi một chồng tôi bỏ tôi một nắp tôi bảo nuôi ba đứa con để xem là gì ra cho mấy anh vô ông bà già đâu uống nữa mày đó. Bỏ đứa con của nào ra cái gì mày bỏ đứa con của nào ra mày tao để ba đứa con báo chí nó đưa là tao nuôi hai đứa con nuôi một đứa con ruột của tao mà tao đưa báo áo cho mày đọc mà mày bây giờ mày hỏi là đâu ra. Báo chí nó đăng lên em nuôi con nuôi anh đài truyền hình Vĩnh Long rồi báo pháp luật báo thanh niên và nhiều báo đưa em lên lắm thì em cũng có nói là chồng tôi bỏ tôi nên tôi khó khăn lắm chứ không phải tôi không có tiền. Hồi chiều là cũng vậy kêu ông giúp tôi thì cũng có người giúp lại ông thôi. Em nói còn tin nhắn nó ra luôn anh mà nó vẫn ép em là 5 giờ chiều phải có xong rồi ấy. Em mới nói thì không mày thì để mày bán thì để tao tự tao đi bán rồi tao trả tiền cho mày chứ không tới cơ thì cái xong là em không đồng ý nó vẫn vô nó lấy em mấy anh thông cảm tại vì em cũng bức xúc với lại em tức là một như mấy này cũng khổ rồi nãy từng xe ôm có công phải trả cái xe ôm nhận bà. Alo. Ở đâu?
phường nào? Hồi lại bây giờ thôi lại lên trên phường, con phường báo thì giờ chú Hải đang làm việc ở bên phường Phò Phú, đang làm cái vụ mà vụ máy tính rồi, giờ chú đang lúc ở phường Phò Phú đang làm này, chờ lực lượng lại anh chú mới ấy được, lại báo về phường giùm chú đi. Rồi, rồi. Mấy anh đội mình đang chạy đây. Đây chưa? Chưa, công an phường chưa. Mấy anh đội mình đang chạy đây. Ai? Mấy anh em làm kia xong rồi, làm kia xong rồi đang chạy qua luôn. Thằng gái ra đây không anh? Đi ra đây. Đáng đỡ không đáng là báo anh em thì thực tế khổ thân. Ờ mày không đón đứng một người để đón tên đi ra đón cái gì? Em với mấy sếp ở đây nè. Ủa anh ơi, đây chỉ chỗ nào á để mà đi đây là khu phố 2 phường Hòa Phú. Rồi anh em mấy anh chạy khu phố 2 phường Hòa Phú xưa 25 nè, em với sếp rồi để ở đây à. Qua đây rồi đi chung luôn, rồi mang qua đây luôn. Vâng. Làm mình đi còn việc nữa. Này cái bị hại đâu, lại đây, cái bị hại đâu? Này bị hại này, nói để bên nghe đi. Này bị hại vô đây, vô đây. Kể cho mình nghe đi. Rồi kể đi, sao nói chuyện đi sao? Dạ, hồi trước là em biết cái này thì biết rồi. Thì trong này thì cái này đó là chồng em đuổi đi thì em rất là khó khăn, em không có tiền thuê nhà trọ. Em thuê nhà trọ ở đây thì một tuần sau thì cô chủ kêu lên đóng tiền nhà. Xong rồi em không có tiền, em mới nói là anh này á là cầm giùm cây đất đất của em là 2,5 triệu để em đóng tiền. 2,6 triệu để em đóng tiền nhà trọ thì anh ấy mới chuyển cho người chuyển đưa cho em 500 tiền mặt và anh chuyển khoản cho em 2 triệu và 2,5 triệu cái xong một giờ cũng mấy 10 ngày sau á thì em có chịu 10 mấy ngày sau em có chịu trả cho anh em một triệu rưỡi em mới nói thôi đưa cái máy tính lại cho em để em đi làm rồi em kiếm. Thì trong lúc quá trình đấy thì em có hẹn anh nó 3 lần nhưng mà em cũng nói là anh ơi em khổ thì anh biết hoàn cảnh của em mà chứ đâu phải là em không có gì có tiền mà em không trả, em ăn chơi em không trả cho anh. Thì hôm bữa anh kêu là trong tuần này là phải trả cho anh, em mới suy nghĩ là ngày chủ nhật nhưng mà anh ép em là ngày thứ bảy phải trả. Trong này cái liên tục ngày nay anh liên tục nhắn tin cho em bảo là chuyển nhanh 5 giờ chiều chuyển thì em 5 giờ chiều thì em chưa đủ tiền, em mới nói là thôi trong miễn là trong em nói 7 giờ nhưng mà xong rồi em mới nói là miễn là trong hôm nay em chuyển đủ thôi. Ta anh này mới nói là mày không chuyển cho tao, tao qua tao lấy máy tính của mày tao đi bán.
em mới nói là muốn, nếu mà muốn vậy thì để tôi đi bán, tôi trả tiền cho ông. Em nói vậy thôi, em nói vậy nhưng mà không có được sự đồng ý của em đóng cửa, em ở nhờ nhà chị em. Thì anh đã tự rồi qua mở cửa lượm máy tính của em cố họ. Những lúc em có quay trở lại họ. Alo, ông ơi, tí tôi gọi lại. Với anh đòi vô nhà khách sạn sao nói cho bánh nghe. Trong cái lúc mà cái thời gian mà em đỡ anh nói là hơn một tháng thì anh nó cứ trong liên tục nó kêu là bà đi trừ lừa đi khách mày, sạn mày, là từ nợ. Mày dẹp đi mày nè. Con nhắn còn. Em có tin nhắn. Chị nói đi. Em còn bằng chứng hết em không em. Phúc ta. Anh thì có thể anh vậy chứ nói phải nói cho chuẩn. Em có bằng chứng hết. Anh kêu mày đi khách sạn cho tao từ nợ còn không tao qua tao lấy đồ của mày cũng như chị tao lấy. Đó. Em không đồng ý, em cơ quan chết cũng không, em cũng không đi. Đó, em không là em nói chuyện với anh là hồi giờ em là em cũng là khó khăn thật. Một mình em nuôi là hai đứa con nuôi. Em hồi xưa em đang cái số em lực hai đứa con nuôi về nuôi. Nay đứa lớn em 15 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Và em có chồng em để một đứa là ba đứa. Mà giờ chồng em bỏ em một mình em nuôi ba đứa con. Nhưng ông bà già đâu ôm cửa. Vì em mới ở quê gần đây. Anh học chuyên người, anh lên đọc báo và anh biết em á. Nên cái vì cái phòng cảnh của em không nuôi con em anh học á. Em khó khăn quá em biết hiểu. Chứ không phải là em nợ mà em không có trả. Mà tự nhiên máy tính của em có cái máy tính của em buồn bà cũng vô lần đời bạn của em. Thà lần xong rồi trong đây nè. Nếu mà xong rồi anh đã nhắn em một tin thì thôi. Mày khi nào mày có tiền thì mày lại tao đưa. Thì em sẽ không bao giờ em làm to chuyện đâu. Anh đã nhắn cho em một dòng tin nhắn là em cho anh đọc nè. Tình nhắn để cho công an là từ nay về sau đừng gọi tao nữa là gì hết. Coi như xong máy tính mày tao đã từng nợ. Vậy là xong, không ai nợ ai. Chấm rồi. Hết thì chụp màn hình lại đây em chụp hết lại rồi. Còn đó đi khách sạn đâu có chụp hình lại chưa? Dạ có hết rồi. Khách sạn hồi nãy anh nói rồi, trả cho ta đi không chịu. Em nói với anh này, nói thật với anh như thế này. Cái mà nói nhắn tin mà đi khách sạn á, chẳng qua trước đây là em chọc nó thôi. Nên chọc giờ. Nhưng mà giờ nó đưa chọc thì đưa, nhưng mà thằng này này, em vừa vào lại máy tính, có nó ở đó, rõ ràng, nó nợ tiền em. Nhưng mà không có nó không hứa, mấy giờ không trả. Em vẫn vào em nói, giờ mày không lấy máy tính, mày không trả tiền tao lấy máy tính. Anh nói như vậy là không có đúng, em kêu thì không có được lấy. Lấy là Nhưng mà giờ mày hứa với tao từ mùng 2 đến giờ. Mùng 2 đến giờ cuối tháng. Em là khi nào mày trả? Tôi vẫn nói là tôi khổ quá hoàn cảnh tôi, ông thông cảm chứ tôi không. Thế thì từ mùng 2 đến giờ tao cũng giúp được mày à. Thì tôi đã xin tới chủ nhật rồi, ông ép tôi thứ bảy. Tôi đã xin chủ có mày xin chủ nhật nhưng mà mày chủ nhật của tháng nào? Chủ nhật của tháng nào? Nó là chủ nhật. Mày nói mày có trả không? Nói vậy thì tôi chịu. Ôi mày nói có trả không? Mày hứa với tao mấy lần? Hứa lần này lần kia mày có trả không? Bây giờ người ta đã thôi giùm mấy anh em ở đây nghe tôi về. Rồi.